Xin chào anh em, trên tay mình là Vivo S1 Pro với hình của Notebook Thích làm đại sứ thương hiệu, và phiên bản mình có là 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Bây giờ thì mình sẽ thử khui hộp và chấm điểm AnTuTu Benchmark thử xem là thiết bị này nó có thực sự mạnh hay không ha. Ở phía sau hộp thì chúng ta sẽ có một số các cái thông tin cơ bản của máy, như RAM này, ROM này, hệ điều hành này, pin này, rồi cụm camera trước, sau và trọng lượng. Máy có trọng lượng khá là nặng nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay dưới màn hình và sạc kép siêu nhanh 18W. Sạc này không phải là công nghệ sạc Quick Charge của Qualcomm nha, đây là một công nghệ sạc riêng của Vivo. Cách đóng hộp thì rất là giống những dòng Oppo, rất là gọn gàng, hộp giấy bìa cứng, đẹp. Trên cùng thì chúng ta sẽ có ở đây là cáp Type-C này, sách hướng dẫn sử dụng, ốp lưng, cây chọc SIM. Ốp lưng ở trong này thì mình không thích lắm, mặc dù có thì vẫn hơn không, tuy nhiên là khi mà xài một thời gian thì nó sẽ bị ngả vàng. Đây là các sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt kèm với cây chọc SIM. Và đặc biệt hơn là đây thì nó có để luôn cọng cáp Type-C ở phía bên trên cùng nữa nha, không để bên dưới như những cái thiết bị khác. Cáp Type-C tiêu chuẩn, cái này dài khoảng 1 mét, không có gì đặc sắc hết. Ok, ngay phía bên dưới thì chúng ta sẽ có chiếc máy ở đây. Ở phía sau rất là nổi bật với cụm 4 camera và đèn flash. Máy này thì nó hơi dài nha, tại vì tỷ lệ màn hình của nó là 20:9 chứ không phải là 19:5:9 nữa. Nó hơi dài hơn chút xíu. Cạnh trái chúng ta sẽ có hai SIM. Ở phía dưới chúng ta sẽ có mic này, có cổng sạc Type-C và có loa ngoài. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có một nút nguồn có màu sắc rất là nổi bật và nút tăng giảm âm lượng ở đây. Phía trên đỉnh máy thì các bạn sẽ có là một cái mic để hỗ trợ chống ồn, cũng như là jack cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía trước thì viền màn hình rất là mỏng nha. Và máy thì đã được dán sẵn màn hình rồi. Anh em thì thấy là Vivo luôn luôn dán sẵn màn hình của mình ha. Và ở phía dưới cùng này thì chúng ta sẽ có một cái adapter. Adapter sạc nhanh nha. Adapter này thì có hai nguồn ra là 5V 2A hoặc là 9V 2A tương đương với 18W. Cái này rất là giống cái adapter mà hôm nọ mình có review ở trên con Vivo cái đi vài ngày. Và đây là tai nghe rất là giống của iPhone nha. Cái adapter này rất là giống con Vivo U10 mình đã review cái đi vài ngày nha anh em. Rồi, và đây là toàn bộ phụ kiện của máy. Chúng ta sẽ bao gồm là sạc, cáp tai nghe, cây chọc SIM, sách hướng dẫn sử dụng, ốp lưng nhựa trong và một cái máy và một cái hộp có màu sắc rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Máy này thì là sử dụng hai SIM line nha, tức là một SIM một thẻ nhớ hoặc là hai SIM. Nếu các bạn xài hai SIM thì sẽ không thể xài được thẻ nhớ gắn ngoài. Cụm camera phía sau thì rất là nổi bật và mình cực kỳ thích màu trắng này. Màu trắng này nó trắng ngà ngà như kiểu ngọc trai á, như kiểu cái vỏ con trai á. Khi mà mình nghiêng ở những góc khác nhau thì nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Viền dưới thì nó không có quá là mỏng nha, viền màn hình á. Còn viền màn hình xung quanh thì rất là mỏng. Máy thì được hoàn thiện tốt và hoàn toàn bằng nhựa. Đó. Chỉ có mặt kính phía trước là làm bằng Gorilla Glass 5 thôi. Còn phía sau này thì cũng là dạng cong 3D và bằng nhựa nha. Màu sắc thì tươi tắn, độ sáng tốt. Do là máy sở hữu màn hình là Full HD Plus. Và mình thấy là cái màu sắc thì nó không có quá rực rỡ, tuy nhiên là cũng rất là đẹp nha. Máy thì đang xài FunTouch OS 9.2 dựa trên nền Android 9.0. Và đây là điểm AnTuTu Benchmark của máy, 181.230 điểm. Đây thực sự là một con số cực kỳ ấn tượng trong tầm giá khoảng 6-7 triệu đồng. Thì đây thực sự là một con máy rất là mạnh mẽ nha. Máy thì sử dụng con chip là Snapdragon 665. Và theo mình nghĩ thì 8GB và 128GB bộ nhớ trong là thực sự là một con số rất là ấn tượng. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ thử speed test máy và thử test đa nhiệm của máy với những cái dòng khác, tự nhiên là Mi 9T hay là Realme 5 Pro hay là Redmi Note 8 Pro, xem là cái khả năng đa nhiệm hay là cái khả năng chạy của nó có nhanh hay không. Con chip 665 này thì là một con chip khá là trung bình thôi nha. Và nó dựa trên tiến trình là 11 nanomet, có xung nhịp tối đa là 2.0 GHz.
Đó, xung nhịp là dựa trên tiến trình là 11 nanomet nha, không phải là một con chip quá mạnh. Theo mình nghĩ thì là nó sẽ thua con chip 710 ở trên Mi 9T khá là nhiều. Tuy nhiên là mình kỳ vọng cái việc mà sở hữu cái lượng RAM 8GB ấy, thì nó sẽ cho phép chạy đa nhiệm tốt hơn rất là nhiều. Đây là một phần cứng khá là mạnh mẽ. Và các dòng máy của Trung Quốc hiện nay thì đang chạy đua về bộ nhớ trong cũng như là bộ nhớ RAM. Anh em có thể thấy điều này ở những cái sản phẩm gần đây, ví dụ như là những cái dòng giá rẻ như là Vivo U10 này, hay những con máy của dòng Realme chẳng hạn. Ok, video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu anh cảm thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình. Mình sẽ gặp lại anh em trong clip speed test tiếp theo.